Ngọc Trinh rời khỏi trại giam, về phần Ngọc Trinh, cô nàng không được thả tự do ngay lập tức tại tòa mà phải về trại giam để làm một số thủ tục. Sáng ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây rối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Sau phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh một năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị Cao Trần Xuân Đông bị tuyên phạt 1 năm tù tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù, tuy nhiên, Ngọc Trinh không được thả tự do ngay lập tức tại tòa mà phải về trại giam để làm một số thủ tục. Người thân của cựu người mẫu sau đó cũng có mặt tại trại giam để đón Ngọc Trinh, theo đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 2 tháng 2, Ngọc Trinh trong bộ đồ pyjama màu cam, theo cán bộ quản giáo bước ra đến gần khu vực cổng. Cùng lúc Tài xế cũng được cán bộ trại giam hướng dẫn lái ô tô 7 chỗ vào bên trong khu vực tạm giam, theo theo cáo trạng, Ngọc Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị mô tô phân khối lớn. Lựa chọn địa điểm. Đồng thời, Trinh phân công, chỉ đạo cho trợ lý và một số người khác chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim ngày 5 tháng 9 năm 2023, ngày 6 tháng 9 năm 2023 và ngày 6 tháng 10 năm 2023. Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, thu giữ 3 mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.